Bồn cầu điện tử Villasena V91. Bồn cầu Villasena thông minh V91 với thiết kế sang trọng, tinh tế và thông minh, là mẫu bàn cầu Villasena sẽ làm nóng thị trường thiết bị vệ sinh. Sản phẩm phù hợp với khu biệt thự, nhà cao tầng, khu nghỉ dưỡng, hãy gọi cho chúng tôi để có giá ưu đãi nhất. Công ty Vui Minh phân phối bồn cầu điện tử V91 Villasena thông minh cao cấp đầu tiên của Villasena áp dụng công nghệ hiện đại tiên tiến. Bảo hành phụ kiện lên tới 3 năm. Sản phẩm phù hợp với khu biệt thự, nhà cao tầng, khu nghỉ dưỡng, hãy gọi cho chúng tôi để có giá ưu đãi nhất. Đặc điểm nổi bật bồn cầu điện tử Villasena V91. Tên sản phẩm: bồn cầu Villasena thông minh V91. Mã sản phẩm: V91. Xuất xứ: Việt Nam. Hãng sản xuất: Villasena. Tiết kiệm nước tối ưu với 2 mức xả 6/3 lít. Thiết kế sang trọng và tinh tế, thông minh, hiện đại, thân thiện với người dùng. Mắt cảm ứng tự động đóng bật nắp bàn cầu, tự động xả nước, làm ấm nắp ngồi. Bồn cầu được thiết kế thân kính, vành kính rất thuận tiện cho việc vệ sinh. Vòi nước được khử trùng bằng tia UV 1 phút sau mỗi lần sử dụng, giúp diệt đến 99,9% vi khuẩn. Ngoài ra, vòi giữ diệt khuẩn này còn có 3 chức năng: giữ trước, rửa sau và rửa sau massage. Tích hợp công nghệ khử trùng thiên nhiên Phyton Idea giúp khử trùng, khử mùi và ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc. Có khả năng chống nước thải chảy ngược và ngăn mùi một cách linh hoạt. Sử dụng công nghệ nano TiO2 khả năng kháng khuẩn tự, làm sạch môi trường thông qua phản ứng quang xúc tác. Chức năng sấy khô được khởi động khi nhấn nút Dry, tự động rừng sau 3 phút sử dụng. Các yếu tố tạo nên chiếc bàn cầu V91 thông minh. 1. Bồn cầu V91 thông minh sang trọng và tinh tế, thông minh hiện đại, thân thiện với người dùng. 2. Bàn cầu V91 thông minh mắc cảm ứng tự động đóng bật nắp bàn cầu, tự động xả nước, làm ấm nắp ngồi. 3. Bồn cầu thông minh công nghệ xả xoáy kết hợp cùng siphon Red giúp xả sạch mọi vết bẩn tại mọi góc cạnh trong lòng bàn cầu với lực hút cực mạnh. 4. Thân bàn cầu V91 thông minh được thiết kế thân kính, vành kính rất thuận tiện cho việc vệ sinh. 5. Vòi nước được khử trùng bằng tia UV 1 phút sau mỗi lần sử dụng, giúp diệt đến 99,9% vi khuẩn. Ngoài ra, vòi giữ diệt khuẩn này còn có 3 chức năng: giữ trước, rửa sau và rửa sau massage. 6. Thiết bị vệ sinh bồn cầu V91 thông minh tích hợp công nghệ khử trùng thiên nhiên Phyton Idea, giúp khử trùng, khử mùi và ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc. 7. Bàn cầu V91 thông minh có khả năng chống nước thải chảy ngược và ngăn mùi một cách linh hoạt. 8. Bàn cầu V91 thông minh sử dụng công nghệ nano TiO2 khả năng kháng khuẩn tự, làm sạch môi trường thông qua phản ứng quang xúc tác. Thiết bị vệ sinh Bùi Minh, hệ thống cửa hàng tại Hà Nội, Showroom 1 Trung Văn, địa chỉ BT3 Lô 8, KDT Vinaconex 3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hotline 0847660055. Showroom 2 Hà Đông, địa chỉ 285 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Hotline 0847550033. Tổng kho Hà Nội, địa chỉ số 2, phố Sốm, Hà Đông, Hà Nội. 0968458888.